Bài của ngày mai rất là thú vị. Mỗi một bài nó là một lượng kiến thức khổng lồ. Mình càng mở rộng thì càng thú vị. Bài của ngày số 4 nhé. Rồi. Bài của ngày số 4 này. Bài này giúp chúng ta chữa được bệnh tiểu đường mà không cần dùng tới một viên thuốc nào cả. Và chúng ta giải thích được một loạt các vấn đề cảm xúc của người thừa đường và người bị tiểu đường nhé. Bây giờ lấy một cái ví dụ này. Thường thì chúng ta sẽ ăn sáng và ăn tối. Có nghĩa là tất cả những bữa ban ngày đầu tiên là bao giờ cũng là bữa sáng và bữa kết thúc của ngày hôm đó là bữa tối. Thì có thể là chúng ta ăn 3 bữa hoặc là 4 bữa hoặc 5 bữa hoặc là 6 bữa tùy vào nhu cầu làm việc cũng nhu cầu sử dụng năng lượng của từng người. Đúng không? Nhưng ở đây nó lấy một cái ví dụ là cái mạch máu này. Em nhìn cái mạch máu, cái mạch máu thẳng một đường như này nhé. Thì khi chúng ta ăn thừa cái lượng đường sugar này, level sugar này, thừa cái lượng đường thì chúng ta sẽ có cái cảm giác như các buổi trước nhắc rồi đó đúng không? Khi mà chuẩn bị ăn thì chúng ta sẽ rất là đói. Và khi ăn thì chúng ta cảm thấy rất là ngon miệng. Và sau khi ăn xong thì cảm thấy no, rất là no. Và sau khi ăn xong nữa rồi thì lại cảm làm sao? Nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy buồn ngủ. Không ngủ được thì sẽ bị đau đầu. Và cái cảm giác đấy cứ lặp lại các bữa khác giống nhau nhé. Đặc biệt là những bữa chính. Và rồi ngày hôm sau thì chúng ta bị táo bón. Và cả cái tất cả những cái cảm xúc đấy nó sẽ đi theo cả cuộc đời của chúng ta. Là do làm sao? Chúng ta đang bị đường vận hành chính mình. Thay vì chúng ta vận hành cơ thể của mình thì chúng ta bị đường vận hành mình. Có nghĩa là toàn bộ cái cảm xúc của chúng ta trong ngày bị thay đổi lên xuống là do đường đang vận hành kiểm soát cơ thể của mình. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn chiếm lại cái quyền kiểm soát cơ thể của mình không? Mình làm sao? Tôi thích thì tôi ăn, tôi không thích thì không ăn đấy. Tại sao lại ép tôi ăn? Não bộ thì não bộ đúng không? Làm gì có chuyện ngon. Có các cụ có câu là chiến thắng bản thân là chiến thắng gọi là hiểm hách nhất đúng không? Khó khăn nhất. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không hề biết ai đang kiểm soát cơ thể của mình. Chính xác là năng lượng đang kiểm soát cơ thể của mình. Rồi. Khi mà giả thiết như cái lượng đường nó ổn định ở trong máu nhá, nó phải thật đều đặn như này, nó cứ chảy đều như này. Đó, nó không nhiều không ít thì lúc nào chúng ta cũng làm sao? Thoải mái, bình thường, vui vẻ, không hăng quá, cũng không buồn quá, không trầm cảm, cũng không quá là vui. Có nghĩa là chúng ta cũng đều đều, cảm xúc lúc nào cũng đều. Mọi người hay có câu là làm chủ cảm xúc, đúng không? Nếu như mà dùng cái từ làm chủ cảm xúc ấy, thực ra là cái từ bốc phét. Tôi bảo là những cái ông diễn giả ABC, tôi bảo những ông láo toét, bốc phét, chả biết cái gì, nói liên thiên, nhảm nhí vớ vẩn. Các ông đang nói theo cái kiểu gọi là ông đang dùng ý chí, lý trí và kinh nghiệm sống để ông nói lên cái câu chuyện đó. Họ nói đúng, không hề sai. Nhưng mà điều đấy chứng minh rằng là cái góc nhìn của họ nó hạn hẹp. Chúng ta làm sao mà có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, đúng không? Chúng ta làm sao mà có thể vận hành được cảm xúc và điều chỉnh cảm xúc của mình được, trong khi đó chúng ta vẫn ăn đường. Mồm chúng ta nói rằng là nó mua gì đó và thế này thế nọ thế kia, yêu thương lan tỏa, nhưng mà tí nữa là đường này vẫn hốc cho mấy cái kem vào, tí tăng động nặng nữa, chẳng ai người ta chạm vào mình thì thôi, người ta chạm vào đúng chỗ ngứa phát mình còn lồng lên nó còn đánh đá hơn cả những người đánh đá nhất, đúng không? Mình nhặng hết cả lên, người ta mới chạm một tí cái quyền lợi của mình hoặc là nghĩa vụ hay là cái gì gì đó của mình, cái danh dự của mình, tí mình đã loạn hết cả lên rồi, nhặng hết cả lên rồi. Mình bị năng lượng kiểm soát cảm xúc chứ không phải là mình dùng ý chí lý trí để kiểm soát cảm xúc. Thì rõ ràng chúng ta đang đứng trên phương diện là khoa học đúng không? Chúng ta không dùng kinh nghiệm sống, chúng ta không dùng cái gì ạ, lý trí để xử lý vấn đề, mà chúng ta dùng khoa học kỹ thuật để xử lý vấn đề, đúng không? Chúng ta chẳng cần phải kiểm soát cảm xúc làm gì cho nó nhọc cả, chúng ta chỉ cần ăn uống cân bằng, tự động cảm xúc của chúng ta sẽ được cân bằng và chẳng nhọc đi kiểm soát nó làm gì cho nó mệt cả, đúng không? Có dân rảnh đâu mà đi kiểm soát cảm xúc của mình làm gì cho nó nhọc ra, hơi đâu mà làm những cái việc đó. Thì những cái người mà bây giờ mà thí dụ như là nói hơi quá một chút nhé, các nhà sư thầy, tôi nói thẳng luôn là sư thầy Việt Nam ngu như bò, đúng không? Sư thầy còn tiểu đường lòi đít ra, đúng không? Chỉ lòi ra, đúng không? Cứ ngồi đây mà A Di Đà Phật, chẳng qua là chỉ là đọc sách thôi chứ chẳng có kiến thức gì cả, lười học lắm, dốt, đúng không? Phần nữa là có điều kiện đẩy chùa thì to vật vã, xe ô tô thì đi, sư ở Việt Nam sướng cực kỳ luôn, đúng không? Giàu hơn cả đại gia ở toàn chùa mấy hecta thôi, đúng không? Nhưng mà vẫn đau lưng, vẫn xương khớp, vẫn đủ thứ, xong khi đó vẫn A Di Đà Phật, ngồi có tụng kinh, tụng đến mù quýt, tụng 100 năm sau thì vẫn có tiểu đường, đúng không? Tiểu đường đi là phải do ăn uống nó nghiêm túc, thuốc men thì nó mới khỏi đấy chứ, cứ ngồi đấy mà tụng kinh mà khỏi được cả thế giới người ta tụng, đúng không?
Mình cứ nói thẳng là như vậy đấy. Còn họ cũng biết cái điều đấy, nhưng mà quan trọng là họ não họ hỏng mất rồi, họ cũng chẳng học được nữa. Rồi thì quay lại vấn đề nhá. Thì chỉ cần này điều chỉnh cái lượng đường này là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng để có thể kiểm soát được chi li chi tiết ấy, thì phải học mất rất mất thời gian. Nhưng cái cách xử lý dễ nhất chính là điều chỉnh mỗi bữa ăn sáng. Thì có phải là bữa ăn sáng ở đây là buổi trước Tuyền được học là có 90 calo đó. Một người 1.000 calo với một người 2.001 cũng chỉ 90 calo bữa sáng thôi. Có nghĩa là cái bữa sáng chính là cái bữa tiền đề. Nó không phải là quan trọng là phải ăn thật nhiều. Người Việt của mình là cái gì là ăn sáng là bữa ăn ăn cho vua, cho hoàng tử, cho gì. Thì mọi người nghĩ ngay là vua là phải ăn thật nhiều, đúng không? Hoặc là phải thế này thế nọ kia, nhưng thực ra không phải. Bữa sáng là bữa ăn để giữ cân bằng cảm xúc để làm việc. Vị vua là cái vị làm sao cân bằng cảm xúc tốt nhất, đúng không? Nói hơi quá chứ kể cả nó bán con, giết con, cái thứ đổi con để chiếm lấn thành chiếm đất, họ vẫn xử lý được, họ máu lạnh đến mức độ như vậy là họ cân bằng cảm xúc cực kỳ tốt, họ tính toán con số rất là giỏi thì họ cũng có thể làm được như thế, chứ không chỉ đơn giản là vua là ăn nhiều đâu. Thì cái bữa sáng chỉ 90 calo thôi, thì khi cái bữa sáng 90 calo như vậy thì tự động nó sẽ điều hành tất cả các bữa khác tương tự như nhau. Và để làm tốt hơn được nữa đấy, thì chúng ta ăn tiếp cái bữa 4 giờ chiều là bữa xế, ăn tương tự như bữa sáng. Thì tự động hai bữa chính chúng ta sẽ giảm cái lượng thực phẩm xuống, không ăn nhiều nữa. Đó, và tự động nhá, mình sẽ thấy mình trầm ổn hơn. Tự nhiên làm sao mà mình càng ngày mình càng thấy mình nó cái kiểu nó giống như là nó người lớn hơn, giọng giọng nó trầm hơn, giọng nó trầm hơn, đi lại nó nhẹ nhàng hơn, nhấc tay nhấc lên xuống nó đẻ đúng đùng đỉnh hơn. Còn những người mà cứ ăn ào ào, ào sáng làm mà bát canh đa, em thèm ăn canh đa nhưng mà em không nói ra đấy, kiểu kiểu thế đấy, ăn rồi mới 500 600 700 calo ấy, thì cứ điên loạn lên lên cả mình sống ở với họ hàng ngày, mình cảm giác như là nó họ năng lượng của họ hỗn loạn lắm, họ không kiểm soát được sức khỏe cũng như là ngôn từ hay là hành động của họ. Mình cảm giác ở ở cạnh họ mình bất an, thực sự là mình bất an ấy. Mình giao việc cho họ mình cảm thấy rằng họ khó có thể làm được hết cái công việc họ được giao, và họ luôn luôn bị làm sao lúc thì cáu gắt, lúc thì không thích cái này, lúc thì không thích cái kia. Tại sao lại ở cạnh một người mà kinh doanh buôn bán mà cứ em không thích cái người này vì họ khó tính, thì khích cái kia là nói chuyện là họ không thế này thế nọ kia tiếp cận với mình. Với là họ họ sống bằng cảm xúc, họ thích cái này thích cái kia, họ cứ luôn luôn nói chuyện mình muốn cái này mình thích cái kia, nhập tóm lại là nhập. Rồi thì quay lại vấn đề này. Một là bữa sáng chỉ có 90 calo, bữa 4 giờ chiều phải ăn là để tránh cho suy cơ tạng, và khi hai bữa đó trở thành một thói quen rồi thì tự động các bữa khác chúng ta sẽ giảm lượng ăn xuống, không có nhu cầu ăn nhiều nữa và mình cũng không thích ăn nữa nhé. Đây là một cái ví dụ cụ thể này. Bản thân tôi là nam giới, làm dinh dưỡng và rất khỏe cũng như là rất là nhiều năng lượng. Thực tế học viên apply online nhìn thấy đều biết hết rồi, bao nhiêu năm nay rồi cũng không cần phải chứng minh nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ thèm ăn cả. Tôi nhìn thức ăn tôi cảm thấy bình thường lắm, ăn cũng được không ăn cũng được, ăn nhiều cũng được ăn ít cũng được, thậm chí là không ăn vài ngày cũng được. Có là không có cái khát vọng ăn uống, không thèm khát ăn uống. Quần áo tối giản đến ngưỡng mà nó thật nhé, tối giản đến ngưỡng mà học sinh đến lớp nhìn thấy chán, sao thầy thầy vớ vẩn đến nó tuỳnh toàng ấy. Mặc mỗi quần đùi mà thậm chí nó là có 30.000 cứ trần lên lớp. Đó là, đối với mình không có nhu cầu sống sống đến mức tối giản, đến mức độ gọi siêu tối giản đó. Thực sự mình thích cái gì mình cứ chơi đấy, nhưng mà tí mình cứ bỏ ngay tức khắc, mình cũng chẳng tha thiết gì cả. Cái việc đó là do chúng ta hoàn toàn làm chủ được năng lượng nhé, và cái nguồn năng lượng này chúng ta cân bằng đến ngưỡng mà nó không thể có cơ hội thay đổi cảm xúc, chứ không phải là cảm xúc chúng ta thay đổi nữa, mà nó không có cơ hội để cảm xúc chúng ta lên xuống trong ngày trong giờ, đúng không? Và rồi cái gì xử lý được vấn đề này thì sẽ xử lý được những cái kết quả cuối cùng. Cụ thể này, tất cả những cái người mà ăn thừa cái lượng đường tinh bột 40% trong một thời gian quá dài, có thể họ là làm sao đến là 100% cái lượng tổng lượng năng lượng hàng ngày của họ là đường thì toi. Ví dụ như bây giờ là tiền đang là 50 kg đó, thì công thức là dùng tối đa tầm khoảng trên dưới 1.500 calo thôi một ngày thôi. Nhưng bây giờ có anh chị AB nào đó ăn tới 1.500 calo đường là tinh bột, đúng không? Ôi giời đất ơi, thì sớm muộn gì cũng tiểu đường thôi, rồi cũng ung thư tụy thôi, và toàn bộ não bộ hỏng mất rồi thì làm sao mà học tập được nữa, đúng không? Không thì họ nhớ không lú luôn, họ chẳng nhớ được lú luôn rồi. Thì bây giờ giải pháp đưa ra cho những người đó, thứ nhất nhá là bữa sáng điều chỉnh ngay trở thành 90 calo và bữa 4 giờ chiều. Rồi đấy là hai cái việc đầu tiên xử lý được ngay, không cần dùng khoa học kỹ thuật gì cả, không còn số má gì hết cả. Rồi cái thứ hai là cái quan trọng hơn tất cả nữa này, đó là cái bữa ăn cho người tiểu đường chỉ được phép dưới 10 gram đường trong một bữa. Họ có thể ăn n bữa một ngày không quan trọng nhá. Thì bây giờ chúng ta
lại có cái công thức bữa ăn cho người tiểu đường nhá, tra Google ra này luôn này. Chúng ta không thể tính được cái lượng đường trong 10 bữa đâu. Thì ở đây có cái nọ F1. Cái thực phẩm mà Tuyền đang học rồi này, nó là dành cho người giàu đấy nhá. Nhấn mạnh lại là những người rất giàu và họ có trí tuệ, và họ thiết kế ra cái sản phẩm này là họ dành cho họ, và những người như chúng ta là được hưởng từ những cái trí tuệ của họ. Thì ở đây là cái nọ F1 nhé. Mình hoàn toàn có thể chế tạo ra cái nọ F1 này. Đó. Ở trong cái nọ F1 này, nó là cái bữa ăn thay thế. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể ăn cái này cả đời mà không cần phải ăn những thực phẩm khác. Thực ra ăn như này nó không ngon, nó không có hương vị, và chỉ dành cho những người ốm thôi. Những người có bệnh thì họ mới ăn thôi, chứ còn mình còn cuộc sống là phải hưởng thụ thêm những cái hương vị gì đó thì ăn như này nó chán quá, đúng không? Tuy nhiên khi có bệnh rồi thì buộc phải sử dụng. Thì trong một cái khẩu phần ăn này, có nghĩa là một bữa luôn, chỉ có 9 gram đường thôi. Đó. Và hầu hết những người tiểu đường là không thể kiểm soát được một bữa, thí dụ như là ăn tôm, ăn cua, ăn cá, rau củ quả linh tinh các loại. Bây giờ ăn 50 gram đường thì sao? 30 gram đường thì sao? Thì cho dù bạn có tiêm trực tiếp insulin vào người, đúng không? Và bạn vẫn ăn thừa thì tuyến tụy của bạn vẫn cứ hỏng tiếp. Được chưa? Thì đây là cái những cái sản phẩm nhá, đã được tổng hợp sẵn và tôi khẳng định là rất rẻ này. Lấy ví dụ cụ thể nhé, một cái hộp này rơi vào được 20 bữa, 20 bữa ăn. Nhưng nếu như mà mua bằng cái thẻ và mua trực tiếp từ nhà máy về, có hóa đơn đỏ, có hóa đơn đỏ cẩn thận nhé, gửi về trực tiếp tay của mình đấy, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 600-700 nghìn thôi. 600-700 nghìn mà 20 bữa thì đúng là rẻ hơn rất là nhiều lần một cái bữa ăn sáng của mình, đúng không? Đúng không? Rẻ vô cùng tận luôn. Còn nếu như mình mua lẻ, mua từ những người buôn bán như tôi, thì nó rơi vào tầm khoảng 1 triệu. Thì có nghĩa là cũng khoảng 50 nghìn một bữa, cũng vô cùng rẻ luôn. Chẳng có gì rẻ hơn đâu. Đắt rẻ ở đây là liên quan đến cái thói quen của chúng ta thôi. Chứ còn tính cho con số thì các bài khác thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là rẻ. Rồi, ok. Cái này có khác gì bột protein không thầy? Cái này nó không phải là bột protein, tại vì mỗi một bữa Khác hả? cái protein em ăn là chủ đạo nó chỉ có vitamin, khoáng chất và protein là chính, thì dùng để kích thích cơ thể, tăng lượng cơ bắp. Còn cái này là thức ăn, nó cân bằng 40 30 30. Nó không phải là protein nhé. Bữa ăn khác, còn protein không khác. Dầu cá là chính là mỡ đấy. Chúng ta uống dầu cá không, uống là dầu cá không là chúng ta ăn mỡ không thôi. Đúng không? Chúng ta ăn đường bánh kẹo riêng, ăn cái kẹo có nghĩa là ăn đường không, ăn dầu cá có Vậy nghĩa là ăn mỡ là không, nó khác với kia. đúng không? Vậy là buổi buổi sáng nhá, buổi sáng ấy thường cái bữa 90 calo ấy là em đây em làm là bằng hai thìa bột ngũ cốc cộng với nửa với cả một cái thìa bột protein. Thì nếu như mà thế thì mình uống bằng cái loại bột mà cho đồ ăn nó tốt hơn hay hơn là bột protein. Nếu mà em dùng để tập luyện, có nghĩa là vừa tập xong thì em uống Thì em protein mới sẽ tập tốt, xong. thì sẽ tốt. Tại vì toàn bộ cái lượng cơ bắp bị rách, bị vỡ, bị nứt thì sẽ chuyển hóa ngay tức khắc là được phồng cơ lên, khỏe mạnh luôn. Đó, mục đích sử dụng chứ tốt hay không nó liên quan đến mục đích sử dụng. Protein sẽ rất tốt khi mà em vừa tập xong. Đó, còn nếu như em không tập thì em tốt nhất là ăn thức ăn, là cái hồ F1 đấy. Em hình dung không? Còn nếu mà một người bây giờ đang mà bị đang kiểu đang đang đường cao ấy, thì buổi sáng một bữa buổi sáng sớm của người ta ấy, 90 calo ấy, thì thầy nghĩ là cái đấy bột đấy thì cút đúng không? Tốt đúng không? Nếu mà người mà đang tiểu đường đấy thì thần tốc luôn ăn sang, chứ không phải là tốt luôn, mà là phải ăn, chứ không để làm sao nó tuyến tụy, nó ngày nó chỉ có một hỏng đi thôi, chứ làm gì có chuyện khỏe lên, đúng không? Và cái bữa ăn F1, cái bữa ăn dưới 10 gram là cái bữa ăn mà nó đã tổng hợp, có nghĩa là gần như là cái thế mạnh của cái hãng này rồi, hoặc là cái thế mạnh của cái hãng này đó, mà mình không sử dụng thì có lãng Để phí mai không, em phải giới thiệu cho một người này, không em dùng giới là thiệu cho quá một người phí này chứ không phải đang là lãng đang phí. nặng, đang bị đường nặng lắm. Đang nặng là xử lý thôi, thần tốc thôi, chứ còn chờ đến bao, đợi đến bao giờ nữa, chờ đến lúc mà mình tin tưởng hay mình cái gì gì đó thì tình trạng của mình nó đã trả chuyển sang cái chế độ tiếp theo mất rồi, đúng không? Còn hôm bữa đến giờ thì công nhận là em đổi cái bữa thành 90 ấy, thành 90 buổi sáng ấy, thì Ok. cái lượng đường nó đỡ hẳn, có nghĩa là nó làm cho cái lượng lượng đường của mình cảm nhận trong người mình cả ngày nó đỡ hẳn thế này. Có cảm thấy buồn ngủ nữa không? Vật vờ luôn. Không
Không, cái bữa đấy 9 90 buổi sáng 7 giờ ăn xong bún xong nhá là nó sẽ êm tới lúc 9 giờ, cái bữa mà bình thường em ăn sáng ấy chuyển thành bữa 9 giờ. Tức là hai cái quả, hai cái lòng trắng trứng cộng với nửa quả 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 bơ trở thành cái bữa 9 giờ. Thế là lúc đấy nó no lâu hơn tới buổi trưa, tới bữa trưa. Không có đường nó không lên. Ok, tuyệt vời đó. Thế nên mình khi mình sử dụng và mình cảm nhận thì mình sẽ thấy nó có giá trị. Đấy. Khi nào mà em khỏe lên một chút nữa, bắt đầu em chuyển sang sử dụng các cái loại thực phẩm khác thì em thấy nó sung hơn, thậm chí nó nói hơi quá là giống như quái vật cơ, thì lúc đấy mình mới cảm thấy rằng nó làm cái gì đó là rất là phi thường đó. Nhiều người Bây nhá, giờ em nhiều người đây cứ nói thẳng nhá, nhiều người nam giới đấy cái sức khỏe tình dục rất là kém, nữ giới cũng vậy, chỉ loay hoay một chút là mất kiểm soát, có nghĩa là cái hệ thống thần kinh thực vật này không điều khiển được các cái bộ phận trong cơ thể, và hệ thần kinh động vật cũng không điều khiển được, bất lực trước cơ thể của mình, đúng không? Thành ra là cái duy trì cái thời gian yêu nó cảm giác như nó là mềm mệt mỏi, nó không phải là vui thú hay là hứng thú đâu, mà nó cảm thấy rất là mệt mỏi, em dùng không, nó nhọc, nó cảm giác như là đời nó là biển khổ chứ nó không chẳng hứng thú gì cả. Thì tương tự cho các chuyện khác cũng vậy thôi, mình thiếu năng lượng và mình cứ nghĩ là mình khỏe rất là lãng phí. Thì khi nào mình chạm tới những cái loại năng lượng đấy rồi rồi mình sau đó mình sử dụng, ví dụ nam giới họ hay là ngâm các loại thực phẩm chức năng vào rượu uống đấy, đúng không? Nhưng đa phần là do uống say 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 là tưởng mình khỏe thôi, nhưng không phải đâu. Thì cứ từ từ từng bước một. Rồi. Tiếp nhá. Tiếp vấn bài 4 này. Sau khi mình biết được rằng là cảm xúc của mình là bị vận hành bởi đường, đại đa phần người Việt là cảm xúc bị vận hành bởi đường, và chúng ta cũng chẳng rảnh đi kiểm soát cảm xúc làm gì cả. Và tất cả những người không hiểu gì về dinh dưỡng mà nói rằng là kiểm soát cảm xúc là những người gọi là kiểm soát phần ngọn của cảm xúc, không hiểu cốt lõi cảm xúc của chúng ta là từ đâu tới, nó bị điều khiển và vận hành bởi dinh dưỡng mà. Vậy thì chỉ cần điều chỉnh dinh dưỡng tự động chúng ta sẽ kiểm soát được cảm xúc, chứ chả rảnh đi kiểm soát cảm xúc làm gì cả. Cảm xúc là một cái thứ làm sao ạ, nó khủng khiếp nhất, nó không thể kiểm soát được. Ngày hôm nay nó như thế này, ngày mai nó như khác, làm sao mà kiểm soát được, chạy đi theo nó thì mình chết nhọc cả cuộc đời mình đi tìm kiếm và đi tìm cách kiểm soát nó thì có là khổ không, mình bám chấp vào nó làm gì cho nó nhọc ra. Thì thay vào đó là mình kiểm soát cân bằng cái lượng dinh dưỡng thì tự động cảm xúc của mình nó sẽ cân bằng hết, đúng không? Sau khi hiểu được rồi thì chúng ta sẽ biết rằng là những cái người mà sử dụng sai nguồn thực phẩm, đường của bài ngày hôm nay là đường nhá, liên quan đường, thì là hầu hết đều có các vấn đề liên quan đến buồn ngủ no đói táo bón, buồn ngủ no đói táo bón là rối loạn thần kinh thực vật, và nặng nhất là ung thư tụy, tiểu đường ung thư tụy. Vậy thì giải pháp đưa ra là gì ạ? Ăn cái bữa ăn cân bằng dinh dưỡng 40 30 30, và mỗi một bữa ăn đó là chỉ được phép 10 gram đường một bữa, không được quá. Nếu như quá thì các bạn có ăn rời ăn bụt, rời tiêm bụt và cũng chẳng bao giờ khỏi được, sống chung với lũ và chờ cái tuyến tụy của mình nó hết chức năng, nó nhọc quá nó gục không 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 gượng được nữa thì chúng ta tạch thôi, đúng không? Và rất nhiều người cái bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà nhiều người nữ giới bị nhất trên toàn thế giới, chứ chẳng riêng gì đất nước Việt Nam nhé, mà tỉnh thành nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy. Và bây giờ người càng nghèo thì càng bị tiểu đường nhiều, em cứ để ý xem, bây giờ người nghèo là những người béo, là những người yếu, tại vì họ mới giàu lên một chút, họ thèm ăn lắm. Đối với ăn với họ là cái niềm gì đó là sung sướng, thậm chí họ còn nói chuyện là sống không ăn thì sống để làm gì, để thỏa mãn cái niềm đam mê ăn uống, đúng không? Họ mới thoát nhiều khỏi người cảnh nói thế. nghèo, họ vớ được thức ăn, họ kiểu như dám ăn cào ăn cấu, ăn kiểu như là sung sướng cái cuộc đời, và họ hưởng thụ cái hân hoan trong cái niềm vui ăn uống. Mình có khác gì nặng một chút đạo Phật họ hay hay nói rằng có khác gì con vật đâu. Nói như vậy là hơi quá, nhưng thực sự là như vậy đấy, ở ngoài kia còn tí tỉ thứ nó còn thú vị hơn nhiều. Chăm sóc một đứa trẻ, chăm sóc một người già, hoặc là chăm sóc cái cây, mình cảm thấy sung sướng hơn nhiều, hoặc làm ra một sản phẩm tốt nó thú vị hơn nhiều cái việc có cái loay hoay ngày 3 4 tiếng nấu ăn xong lục sục dọn dẹp chết nhọc luôn, thực sự là chết nhọc luôn, đúng không? Chẳng còn thời gian đâu cả. Rồi thì đó là cái giải pháp tốt nhất dành cho những người bị tiểu đường nhá, là cân bằng thức ăn lại. Phần tiếp theo này, và để kiểm soát được toàn bộ thì cách dễ nhất chính là điều chỉnh bữa ăn sáng 90 calo và bữa 4 giờ chiều. Bữa 4 giờ chiều người Việt gọi là bữa xế, và bữa 4 giờ chiều ở các nước phát triển họ gọi là bữa dị hóa cơ. Và em hoàn toàn có thể quan sát nhé, tất cả những người tập gym
họ đều ăn bữa 4 giờ chiều. Tại vì họ tập tăng được một chút cơ lên đấy, nó khó vô cùng luôn. Nó cũng giống như em, rõ ràng là lượng mỡ thì rất là ít. Lượng mỡ dưới da, chia đều toàn bộ dưới da thì rất là ít, thiếu luôn. Nhưng mà lượng cơ thì rất là cao, không khác gì vận động viên. Có nghĩa là em phải rất là tốn nhiều tiền bạc để làm sao ăn tăng cái lượng protein lên. Protein nó đắt tiền mà, thì phải mới tăng được lên đúng không? Để cộng với tập luyện nữa thì mới có được cái lợi hệ thống cơ nó nhiều như vậy thì nó mới rắn lên đúng không? Nhưng nếu như không ăn vào những cái bữa mà phụ thì nó lại là làm sao? Não bộ nó tiết glucagon ra. Não bộ nhé, thay vì nó tiết insulin thì nó tiết tiết gluco ra để vận hành năng lượng này, thì nó tiết glucagon, và cái glucagon đấy nó tiết vào máu, nó dẫn đến cái tế bào ABC, nó bắt cái tế bào đấy thịt nạc. Đây là tế bào tim đó, tế bào gan, thận, phổi, dạ dày đó. Hết năng lượng rồi, rõ ràng đường thì còn rất là nhiều, nhưng 4 giờ chiều rồi, hết năng lượng rồi. Lấy cho tôi 10 tế bào tim, tế bào gan, thận, phổi ra chuyển hóa thành đường. Có nghĩa là chúng ta tự ăn thịt mình vào bữa 4 giờ chiều. Đúng không? Và hầu hết những người bị đau dạ dày, hầu hết những người rối loạn chuyển hóa, hầu hết những người stress căng thẳng đều là do không ăn bữa 4 giờ chiều. Vậy thì chúng ta đã chữa được rất nhiều nhiều bệnh chỉ cần ăn mỗi bữa 4 giờ chiều thôi. Ăn một tí tiên kiến thì có cần gì đâu, một quả trứng hoặc một quả chuối tiêu hoặc một quả táo đúng không? Và tốt nhất là ăn được cái gì đó đạm đạm thì càng tốt. Đạm thì có cái gì đâu, nghèo hết cỡ thì cũng nghiền được cái loại hạt tương ra thành bột, bột nhìn đi nhìn lại 5 10 20 lần thành bột mịn như là bột 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 trẻ em đấy, xong rồi cho vào cái ngoáy ngoáy cái thứ uống cái ực cái xong bịt mũi uống cái oạch cái thứ xong 3 phút chứ chưa đến 5 phút đúng không? Đơn giản dễ vô cùng luôn và chữa được bệnh dạ dày quá dễ luôn đúng không? Rồi đó là cái bữa ăn sáng và bữa 4 giờ chiều nhá. Ngoài ra với những người chơi body thì chúng ta mở rộng thêm một chút này. Chúng ta đều bỏ thời gian và tiền bạc ra để làm sao? Để là chơi xe ô tô, chơi xe máy, chơi cá coi hay là đi du lịch cái gì gì đó. Thì bây giờ chúng ta làm sao ạ? Chúng ta dành mỗi ngày khoảng 1 tiếng hoặc nửa tiếng gì đó để chơi body. Hôm nay tập động tác yoga kéo chỗ này nó đau. À, giả giả nó đau đúng không? Thì nó đau đau nhưng mà đau vừa vừa. Ngày mai chúng ta lại kéo tăng thêm tí. À, nó bớt đau đi rồi. Đúng không? Vậy thì chúng ta đang làm gì ạ? Đây là cái lá. Đây là cái cảnh. Đây là cái gốc cây. Đây là cái bông hoa. Đúng không? Thì cứ mỗi ngày chúng ta tỉa tót cơ thể chúng ta một tí. Thay vì chúng ta làm sao bỏ tiền và công sức là chúng ta chơi cái khác thì chúng ta chơi chính bản thân mình đi, chơi body mà đúng không? Và thực tế chứng minh là tất cả những cái người mà tập luyện tốt đấy, body của họ rất là đẹp và thực sự là rất là sang, sang cực kỳ luôn, khỏi phải bàn cãi, hết nước chấm không cần bàn đúng không? Tiền đâu chưa biết nhưng mà nhìn dạo mông nó cong lên, nó ngực nó vồng lên, tay chân nó, tất cả mọi thứ ngũ quan rất là cân đối, chả cần biết tiền đâu cả nhưng mà họ mặc cái bộ quần áo này mình nhìn nó chất đúng không? Cảm giác chất đấy, mà càng lớn tuổi trông càng chất. Tránh cái trường hợp là làm sao 40 50 tuổi rồi mà vẫn miếng cơm manh áo, nó vất vả quá, xong rồi coi đó trong người mình nó ốm ốm yếu, nó giặt dẹo trông nó chán lắm, cám cảnh lắm, xong khi đó mình lại sợ mình không dám chơi những người đẹp, mình lại đi chơi với những người xấu xấu giống mình. Cho chúng ta cùng khen nhau, cùng lịnh nhau, với bạn ơi dạo này trông bạn thật là có tí da tí thịt, thôi giời đất ơi toàn bà béo khen nhau thôi đúng không, béo rụt cổ như đuông dừa, mà trông bạn dạo này bạn có da tí da cái gì, bạn mà gầy đi mặt nó khô lắm thế này thế nọ kia, khổ có gầy được đâu mà khô đúng không, toàn lịnh nhau thôi. Kéo nhau lại xấu xấu cùng một chỗ, đội xấu chơi với nhau đúng không, đội đẹp nhá, đội đẹp nhá, bảo họ mà ăn cái món này món nọ món kia để mà béo lên nhá, họ tập mãi mới xuống được một tí mỡ, mới mất đi một tí mỡ, bảo họ ăn vào họ không muốn ăn đâu đúng không, và thực tế là như vậy đấy. Thì vậy thì chúng ta đang có lại có cái một cái cơ hội tiếp là tạo được ra một cái cộng đồng thích khỏe mạnh, thích đẹp và thích ít bệnh tật và thích kiểm soát cảm xúc của mình một cách đơn giản nhất. Vậy thì chúng ta có cái công cụ là yoga đúng không? Có cái cộng đồng vậy thì chỉ việc làm sao nói nhiều lên một chút, rồi tôi yoga tốt lắm thế này thế nọ kia đúng không? Xong đồng thời mình nghiêm túc thêm một chút, mình tập cho mình nó khỏe mạnh và tốt lên chút, thì tự động cứ mỗi ngày một chút, cái cộng đồng của chúng ta sẽ là càng ngày nó càng đông dần lên đúng không? Mỗi ngày một chút thôi cũng chẳng cầu thị nó nhanh hay chậm gì cả, cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút để tránh trường hợp là cái nhóm kia họ to mồm hơn, ví dụ cái nhóm béo, cái nhóm tiểu đường đấy họ to mồm hơn, họ nắm mồm, họ to mồm hơn, họ bám chấp hơn, họ quảng cáo mạnh hơn thì là mình mất khách đúng không? Bây giờ mình không quảng cáo thì họ quảng cáo mạnh, mà đúng thực là họ quảng cáo nhiệt tình lắm, úi dồi ăn đi bạn ấy ngon, món này ngon lắm thế này cái lọ kia, úi tuyệt vời luôn, đừng có lo ăn vào xong rồi tôi vẫn kiêng tiểu đường, tôi vẫn bình thường không làm sao hết cả, ăn ngon luôn. Rồi họ vừa ăn họ còn gấp, họ nhiệt tình, họ quảng cáo mồm to hơn mình đấy, thế là mình mất cộng đồng của mình, và cái cộng đồng đấy càng ngày càng mở rộng lên thì toạch, nhưng cuối cùng mình chả chơi được với ai cả đúng không? Rồi đừng có thắc mắc gì về bài đường huyết liên quan đến bữa sáng lành mạnh không?
Không, bài này em hiểu rồi. Đấy, Ok. hiện tại bây giờ em đang luyện, em đang luyện. Em đang luyện bữa này, mấy bữa này. Em đang có những cái kiến thức rất là tốt, và chắc chắn là nếu như em chia sẻ cái câu chuyện của em chia sẻ lại cho người khác đấy, thì tốt nhất là em sử dụng giáo trình nhé, đừng nói chơi. Các cụ có câu này, nói có sách, mách có chứng. Em copy lại cái giáo trình này, em thích thì em in ra, còn không thì em để sẵn vào điện thoại, khi cần thì em dở ra em đọc vẹt cũng được. Và khi nói có sách, mách có chứng thì họ sẽ khỏi cãi, đúng không? Tránh cái trường hợp là họ to mồm hơn mình, họ chia sẻ, thành ra là mình bị bí. Đôi khi mà mình ngại quá, mình cũng chả chia sẻ. Và những cái người đấy, họ thường những cái người mà họ có vấn đề về sức khỏe đấy, họ chia sẻ nhiệt tình lắm, nó gọi say sưa và đam mê lắm, thậm chí là cuốn luôn, đúng không? Thì chúng ta cứ sử dụng giáo trình nhé, cứ thế này thôi, cứ mở ra là phẹt thôi, có khó gì đâu, có hàng mấy chục bài cơ mà mỗi một bài lại là một câu chuyện rất là có giá trị luôn, đúng không? Thay vì câu chuyện nói chơi chơi chung chung thì câu chuyện chúng ta cực kỳ có giá trị. Rồi, tổng kết lại lần cuối này, để có thể chữa được bệnh tiểu đường không dùng thuốc và cân bằng được cảm xúc của mình thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh làm sao ạ? Bữa sáng 90 calo và bữa 4 giờ chiều. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Thì tự động làm sao ạ? Chúng ta chữa được bệnh tiểu đường, không cần dùng tới thuốc, kể cả có bệnh rồi nhé, vẫn khỏi. Và thực tế chứng minh là có rất nhiều bạn có bệnh, tôi chữa đúng bằng cách này, khỏi. Đơn giản đến mức độ mà chả còn gì đơn giản hơn cả. Đó. Và giáo trình này là của người Mỹ họ sáng tạo nhé, không phải của người Việt đâu, họ chỉ dịch thành tiếng Việt thôi. Nhưng mà điều chỉnh Ok. bữa 9, bữa 7 sáng sớm công nhận là nó khác đấy Ừ, cứ mỗi ngày một thầy. tí, quan trọng là cứ mỗi ngày một tí. Em đang trải nghiệm mà thầy. Ừ. Trải nghiệm tiếp. À, bản Nghiệm thân tôi cũng trải trên nghiệm trên nhé. mình.